Xin chào, hôm nay tôi giới thiệu đến các bạn một bé Igu đỏ, được bạn Teun cho là khôn nhất Việt Nam, bởi vì khi đút tay vô miệng của nó không chịu cắn, mà cứ đẩy ngón tay ra. Theo bạn nghĩ nó làm vậy là ý gì đây? Thử xem 3 tháng sau nó sẽ thế nào. Bây giờ nó đã lớn rồi, nhưng cũng y như vậy, đút ngón tay vô miệng không được luôn. Khôn gì mà khôn động trời dữ vậy con? Bộ sợ ngón tay bị dính vi trùng lở mồm long móng hay sao vậy? Nó chơi cho vui chứ biết loài vật này nó sống tình nghĩa lắm. Người quen là nó không cắn, nhưng thử con Igu lạ xem, chắc nó cắn khô máu rồi. Cũng chính lý do đặc biệt ở loài vật này mà bạn tôi muốn chia sẻ thông tin cho các bạn biết. Tuy nhìn thấy loài bò sát này hung dữ thật, nhưng nó lại là loài vật rất thân thiện, chỉ ăn chay chứ không ăn thịt động vật.